Nào các em nhìn nhá. Nhìn này, nhìn vào mục tiêu theo đuổi này. Anh là cơ số mấy? Anh này cơ số mấy? Vậy thì bây giờ mình biến làm sao từ 3 mình đưa về mấy đây? Mới giải quyết được bài này đúng không? Đấy, đây không phải câu dê nhá, cũng khá là khó nhằn đấy. Bây giờ tập trung nghe nhá, các bạn tập trung nghe này. Đầu tiên nghĩ cách đưa 3 về 2 thì rất là khó. Bây giờ nhìn vào cái thằng A này, 6 thì bằng 2 nhân mấy? Ừ, thế thì thầy ở đây thì có một cái rất là hay như sau nhá, các bạn nhìn nhá. 6 thì bằng 2 nhân 3 chưa? Thì bằng A nhỏ đúng không? Đề bài vẫn là bằng A nhỏ chưa? Thế tương đương cái gì ạ? Tách thì ra chưa? Đây là tích đúng không? Loga cơ số 2 của 2 cộng với loga cơ số 3 của 2 của 3 chưa? Đúng không cả lớp? Hay là 1 chưa? Vậy thì thầy có là loga cơ số 2 của 3 bằng mấy? Bằng A trừ mấy? Đúng không? Mà cái mình đang có loga cơ số mấy? Thì có phải là nó ngược lại với anh này đúng không ạ? Đúng không? Đảo vị trí chưa? Bơ bạn muốn đưa 3 về đây thì nghịch gì? Nghịch đảo lên. Đó, cái nghịch đảo nhá. Thì loga cơ số mấy? 1 trên anh này thì bằng 1 trên anh này chưa? Và 1 chia cho 2 của 3 thì bằng 3 của mấy? 3 của 2. Ok chưa? Đấy, 1 thì lấy 1 chia này. 1 chia anh này thì bằng 1 chia anh này. Mà 1 chia 2 của 3 thì bằng 3 của mấy? 3 của 2. Đấy nhá. Bây giờ vấn đề là mình đưa 18 về cơ số 2 là xong đúng không? Tách ra là xong, bây giờ nhìn vào cái đề bài. Đấy, đề bài thì có như sau. Loga cơ số 3 của 18. Nào tách này, 18 thì bằng 2 nhân mấy? Mình đang cần 2 đúng không? 18 bằng 2 nhân 9 chưa? Vậy tách bằng 2 nhân 9. Nhân thì tách thành tổng đúng không cả lớp? 9 thì nhầm luôn là 3 mũ mấy đây? 3 mũ 2 chứ, xong bài rồi đấy. Đây là cái mình cần đúng không? Thay là 1 trên A trừ mấy? A trừ 1 vào. Thay vào đây 1 trên A trừ 1. Còn anh này thì các bạn nhầm như này là rút 2 ra ngoài chưa? Là 2 nhân log 3 của 3 chưa? Log 3 của 3 bằng 1 đúng không cả lớp? Đúng không? Quy đồng rút gì? Rút gọi là xong. 1 cộng với 2 lần của A trừ 2 trên A trừ 1. Kết quả sẽ là 2A trừ 1 trên A trừ 1. Đáp án nào đây cả lớp? Đáp án D. Đấy, cả lớp chữa cái cách biến đổi này vào rồi. Loga cơ số 2 của 5 đúng không? Bơ anh này mục tiêu là đưa về cơ số mấy? Và tách nốt là 5 ở trên đúng không? Nhìn bài này thì dễ hơn bài trước đúng không ạ? Thế bơ chúng ta làm như sau. Loga cơ số 4. 4 là bằng 2 mũ mấy? 2 mũ 2 chưa? 1 không hay 5 đưa về 5 ấy, các bạn tách ra rồi. Ông nào nhẩm nhanh thì nhầm 125 x 10 đúng không? 125 là 5 mũ mấy? Mũ 3. 10 là 5 x 2 đúng không? Vậy là 5 mũ 4 x mấy? Nhân 2 chưa? Nhẩm đây này, 125 x 10 chưa? 5 mũ 3 x 10 mà 10 có 5. 5 mũ 4 x 2. Còn không thì các em có thể bấm máy tính đưa về dạng số nguyên gì? Nguyên tố. Hôm trước dạy rồi nhá. À không, hôm trước dạy lớp 11. Ở đấy thì làm tay ra đấy, tách nhảy. Nào, dễ rồi đúng không? Nhìn này. Muốn đưa về A thì đây phải là cơ số 2. Vậy thì rút 2 ở dưới này ra ngoài chưa? Là 1 phần mấy? 1 phần 2. Còn ở đây thì chúng ta tách thành tổng nhá. Tích là tổng này. 5 mũ 4 này. Đấy. Xong rồi, bài này nhẹ nhàng xong rồi đấy. Tiếp nhá. Ở đây chỉ là 2 của 5 thôi đúng không? Nhưng mà thừa mũ mấy đây? Thầy đưa ra bên gì? Bên ngoài. Vậy là 1 phần 2 của 4 lần log 2 của 5. Anh này là 2 của 2 bằng 1 chưa cả lớp? Vậy xong bài. Thay vào chúng ta có cái gì? 2 của 5 thì bằng A đúng không? Vậy là 1 phần 2 nhân với 4A cộng mấy? Cộng 1. Chính là 1 cộng 4A trên mấy? Trên 2. Đáp án đi nhá các bạn nhá. Đáp án đi. Ok chưa? Đấy, các bạn chưa vừa câu này đi. Làm này nhá. Bài này là tách không phải một biểu thức nữa, A nhỏ hay là B nhỏ nữa mà là cả hai. Thì chúng ta làm như nào? Nhìn dấu hiệu này. Là cơ số mấy đây? Đúng không? Nghĩa là anh này phải đưa 1 phần 2 ra ngoài đúng không?
Còn anh này tách làm sao cho 15 với cả 10 là xong đúng không? Chúng ta làm thử nhá. Đầu tiên này, loga căn bậc 3, 2 của 3 thì bằng loga cơ số A mũ 1 phần mấy? Bờ 50 tách như nào ra 15 cả 10 nhỉ? Tách nhà cho khéo đi. Thế mà cứ tách là bằng 5 bình nhân mấy? Nhân 2 đã nhá. Còn tí xét tiếp nhá. Ghi tạm này nhá. Demo tạm nhá. Rồi. Thì ở đây đưa 1 phần 2 đưa ra ngoài thì có phải 1 chia 1 phần 2 không? Là 2 lần. Các bạn nhìn này. Đến đây mà chúng ta không làm được tiếp ấy thì nghĩa là đề bài chúng ta phải biến đổi. Chứ còn, nếu, còn từ đây không thể tách thì 15 cả 10 được đúng không ạ? Tôi nhìn như sau nhá. Ở đây thì bạn nhìn này, 10 thì có thể xuất hiện đúng không? 10 thì có thể xuất hiện, còn 15 thì chịu đúng không ạ? 10 thì ở đây bạn lấy 2 x 5 là 10 chưa? Bây giờ đây thì tách luôn là cái mắt cái ngoặc này, 2 nhân với loga cơ số 3 của 5 nhân với 10. Và thế tách ra tích đưa về tổng này là 2 lần. Ghi ở bên này sẽ bằng 2 lần loga cơ số 3 của 5 cộng với loga cơ số 3 của 10. Đấy, ngó lại một chút đề bài nhá. Thì anh 3 của 10 thì bằng B chưa? Bằng B chưa các bạn? Vậy là khuyết mỗi 3 của 5 là chưa biết bằng cái gì đúng không? Thế mà tập trung vào anh A này, làm như sau này. 15 thì bạn nhẩm cho thầy 15 sẽ bằng cái gì đây? 3 x 5. Đấy, rất là giỏi. Tương đương tiếp nhá. Tách được theo tổng chưa? Là loga cơ số 3 của 3 đúng không? Đấy, xong bài đấy. Đúng không cả lớp? Thay anh này là 1 chưa? Vậy thì tương đương bên này. Loga cơ số 3 của 5 sẽ bằng A trừ mấy? Đúng chưa cả lớp? Vậy thì xong bài rồi. Thay đất A trừ 1 vào đây đúng không cả lớp? Thế thì kết quả chúng ta sẽ có đáp án nào đấy ạ? Cộng nhá. Nhìn xem có đáp án nào. Đề bài có ghi nhầm nhỉ? Chết rồi, thầy ghi nhầm. Sorry các bạn, thầy ghi nhầm đáp án câu khác nhé. Đây là câu 45, thầy nhìn nhầm đáp án câu 44. Sửa lại nhỉ? Sửa lại nhá. Thế thì sau như cái mình làm ấy thì là 2 lần của A trừ 1 cộng B đúng không? A trừ 1 cộng B là đáp án B chưa cả lớp? A trừ 1 cộng B là đáp án B chưa? Nhân với 2 ở ngoài. Đấy nhá. Câu này chúng ta tư duy làm như sau. Các em nhìn này. Đây là A của B đúng không? Đấy. Nhìn rất là ngoằng này. Bây giờ làm thế nào xuất hiện A, B? Chỉ còn A thôi. B phải triệt tiêu đi. Nào chúng ta bình tĩnh nhá. Chúng ta làm như sau. Đi vào biểu thức A trước. Như thầy có như này. Nào nhầm luôn này. À anh này không rút được bởi vì là B trên A. Đấy. Thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Bơ biến đổi xem anh này như nào đã nhá. Nhìn này. Loga cơ số căn B của A. Nào. Anh này thì là B mũ 1 phần mấy đấy? 1 phần 3 đúng không? Chia cho bao nhiêu đây? Nào theo các bạn sẽ giải quyết câu này như nào đấy ạ? Tách chia nhưng mà cơ số hay giúp gọn nào? Chia thử nhá. Nào thử nhá. Thử này. Như mọi khi thì cứ thấy chia là chúng ta tách dưới dạng trừ đúng không? Hiệu đúng không? Tách ra này. Thì bằng B mũ 1 phần 3 đúng rồi lắm. Ok chưa ạ? Chia là trừ nhá. Nào, 1 phần 3 đưa ra gì? Ra ngoài. 1 phần 2 đưa ra ngoài chưa? Nhưng để ý này, cơ số như này rất là khó rút gọn đúng không? Cơ số này rất là khó rút gọn đúng không em? Vậy thì cách làm nhất là nghịch gì? Nghịch đảo để đưa thằng đơn giản xuống đây. Phức tạp đảo lại vị trí. Đơn giản đưa xuống. Lúc nào cơ số cũng phải là dạng đơn giản đúng không em?
Đấy, thì đảo vị trí bằng cách nghịch đảo lên. Nhưng mà trước khi nghịch đảo thì đưa hệ số ra ngoài đấy nhá. 1/3 thì đưa ra gì? Ra ngoài. 1/2 đưa ra ngoài. Đó này chúng ta làm nhanh luôn nhỉ. Nào, nghịch đảo đúng không? 1 trên cái anh này đúng không ạ? Đấy, nghịch đảo là 1 trên. Khi mà 1 trên ấy thì vị trí này đảo vị trí cho gì? Cho nhau. Muốn 1/3 đưa ra ngoài đấy nhá. Nghĩa là đây chỉ còn gì đấy? Còn B thôi. Đấy. Các em hiểu vấn đề chưa? Tương tự này. Anh này là 1/2 đưa ra ngoài. Thì đây là có cơ số như này thì đưa anh đơn giản xuống dưới, nghịch đảo. Ok chưa các em? Rồi. Nào bơ nhớ là chúng ta đưa về, cố gắng đưa về anh này là xong này, thay căn bào là xong này. Nào, nhìn nhá. Bằng bên này đi, cho đẹp đi. Nào, bằng. Nhìn này, nhầm nhá. Ở dưới mẫu là lại là dạng chia đúng không? Chia tách là thành hiệu chưa? Nghĩa là log cơ số B của căn B trừ đi log cơ số B của mấy? Của A, đúng không em? Bên này là trừ đi 1/2 này. Ngược log cơ số A của căn B. Trừ đi log cơ số A của A. Đến đây là xong bài nhá, cả lớp nhìn này. Thầy biến đổi nhầm luôn đoạn này. Tôi cho ở đây xong bài này. Căn B chưa? Làm B mũ 1 phần mấy? 1/2. Thầy đưa ra ngoài đúng không ạ? Đoạn này các bạn nhẩm nhanh nhé, chúng ta làm mãi rồi, chúng ta nhẩm nhanh này. Căn B là 1/2 đưa ra ngoài. Vậy là còn log cơ số B của B là 1 chưa các bạn? 1 x 1/2 là 1/2. 1/2. Đây chú thích ở đây cho bạn nào không hiểu này. Đấy, anh này nhá sẽ bằng B mũ 1/2. Thì đưa 1/2 ra ngoài. Thì là 1/2 log cơ số B của B chưa? Và bằng 1/2. 1/2. Thì là 1/2 này. Đúng không ạ? Nhìn này, B của A. Anh này là A của gì? Nghịch gì? Anh này là căn 3, thế này là 1 trên căn 1 trên căn 3. Đấy. Xong chưa? Nào đến anh này nhá. Log cơ số A của căn B đúng không? Nghĩa là B mũ 1/2. Đưa ra ngoài là 1/2 chưa? Đúng không? Vậy là còn log cơ số A của gì? Của B. Mà log cơ số A của B bằng căn mấy? Căn 3. Vậy đây các bạn nhầm là 1/2 nhân căn căn 3. Đây là trừ mấy đây? Trừ 1 chưa? Đến đây thì bấm máy tính giúp gì? Giúp gọn đi. Máy tính sẽ giúp các bạn giúp gọn đấy. Không im đấy. Các chấp các bạn làm nhá, thầy làm tay này. Quy đồng lên thì thầy có là căn 3 trừ 2 đúng không? Thằng này là 2 trên căn 3 nghịch đảo lên. Đấy. Anh này có gì đấy ạ? Quy đồng lên là căn 3 trừ 2 đúng không? Đấy. Giúp gọn đi. Căn 3 trừ 2 rồi. Này là 1 này. Đấy, thu gọn nốt. Thu gọn bấm máy tính đáp án nào đấy ạ? Trừ căn 3 trên 3 đáp án nào đấy? A à, đúng không? Đấy, quy đồng nốt thu gọn là trừ căn 3 trên 3 nhá. Có lớp hiểu cái làm bài này chưa? Chưa vở dậy đi. Các bạn nhìn câu 39 này. Nhìn nhá, câu này là câu dạng khó nhất của bài ngày hôm nay. Nhìn lên bảng. Nào nhìn lên 39 này, tập trung nghe này, tập trung nghe này, tập trung nghe. Nhìn nhá. Dấu hiệu này, dấu hiệu và cách làm này. Các bạn để ý nhá, là tất cả 4 đáp án đều liên quan đến biểu thức x cộng y đây. Tất cả 4 đáp án đều về bên trái đều liên quan đến x cộng 2y chưa?
và từ x cộng y tách ra bề bên phải đúng không? Vậy em hiểu rằng từ cái biểu thức đề bài chúng ta phải làm sinh nhật x cộng mấy y? X cộng 2y, đúng không ạ? Bơ các bạn nhìn, x bình cộng 4y bình ấy, thì có na ná hằng lần thức của x cộng 2y tất cả bình không? Đây là A, đây là B, thì đây là B, A bình cộng B bình nhá. Vậy thì cách làm sinh nhật anh này chúng ta chỉ có thể làm biến đổi dạng hằng lần gì? Hằng lần thức. Vậy thì ở đây thầy sẽ làm như sau, thầy bớt nhá. Ở đây là A này, A bình này, đây là B bình. Vậy ở giữa là cộng với 2A gì? 2AB đúng không? A là x chưa? B là mấy y? B là mấy y? Vậy là 2x nhân 2y là 4 lần x gì? Nghĩa là bên này cộng thêm 4 lần x y vào thì bên này cũng phải cộng gì? Cộng vào. Nghĩa là 12 cộng 4 lần x y là mấy đấy ạ? 16. Nào, bây giờ mới hàng thức đây, các bạn nhìn này. Vậy thì bên này sẽ là x cộng 2y đấy, 2y tất cả bình này. Đây, đây là cái mình mong muốn xuất hiện chưa? Bằng 16 x y đúng không? Đúng chưa cả lớp? Và bây giờ thầy chỉ việc thay cái cụm này vào đây để chúng ta giải quyết bài toán này đúng không các bạn? Đây, bây giờ chúng ta làm như sau. Hay vào nhá. Các em để ý là trong tất cả các đáp án nào, nghe nào, trong tất cả các đáp án này đều là loga cơ xoay của x cộng 2y chưa? Thì thầy thay vào loga cơ xoay à? Loga cơ xoay của x cộng 2y trước nhá. Còn anh này thì chính là biểu thức này nhưng mà trừ mấy? Trừ loga cơ xoay của 4 nhá. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn các anh này trước này. Xem nó ra một trong ba đáp án BCD không? Rồi thêm sẽ ra đáp án A. Nào, xét nhá. Loga cơ số 2 của x cộng 2y này. Thế các em nhìn nhá. Nào, nghe đoạn biến đổi này, khéo léo một chút này, tập trung nghe này. Ở đây của chúng ta có x cộng 2y, nhưng mà đề bài là x cộng 2y tất cả bình gì? Đúng không? Bơ giải quyết như nào bây giờ? Xét cái thằng bình phương nhá, xét luôn thằng bình phương này thì bằng cái gì đấy? Áp dụng công thức loga chưa? Đưa số 2 xuống gì? Xuống đây đúng không? Ra cái mình cần chưa? Có đúng ra cái mình cần viết chưa ạ? Cả lớp hiểu ý thầy đó không? Còn như bảo mà thầy ơi, điều kiện xây chắc quá thì đã thỏa mãn. Nhìn vào điều kiện ngay, nhẩm ngay này. Người ta cho x y dương nhá. X y dương thì chắc chắn này dương và chắc chắn thằng này dương nhá. Vậy hệ số này chúng ta đưa xuống thoải gì? Thoải mái. Đấy, bây giờ chúng ta biến đổi thằng này là xong. Là bơ mới thay nhá. Nghe này. X cộng 2y tất cả bình bằng 16 lần y đúng không cả lớp? Ở đây có phải x cộng 2y tất cả bình không? Vậy thì thay là bằng loga cơ số 2 của 16 x gì? Đúng chưa các em? Bằng 2 lần bên này chưa? Ok chưa cả lớp? Vậy là cái anh này chúng ta sẽ bằng anh này chia mấy? Chia 2. Đúng không ạ? Tách luôn được chưa? Nào mơ ngó xem bên này tách nhau. Tất cả bên này đều tách thành loga cơ xoay của x, loga cơ xoay của y đúng không? Tách hết ra. Đây là 3 nhân với nhau đúng không? 16 này nhân x nhân y này. Vậy tách là mấy biểu thức cộng với nhau? 3 đúng không ạ? Loga cơ số 2 của 16 cộng với loga cơ số 2 của x cộng với loga cơ số 2 của y bằng vế phải nhá, vế phải không phải ghi nữa. Rồi. Vế phải là cái thằng này đấy. Đây này. Mình chia 2 chẳng mà. Nào vô giúp gọn nữa là xong. 16 là 2 mũ mấy? 2 mũ 4 đúng không? 4 đưa ra ngoài chưa? 2 của 2 thì bằng mấy? 1 chưa? Đấy, xong rồi đấy. Nào giúp gọn nốt này. Vậy chốt lại, cái biểu thức này chúng ta sẽ bằng 2 cộng với 1 phần 2 lần của đúng không? Bằng 3 lần bên này chưa? Nào bơ, các bạn nhìn như thế vào 4 đáp án. Nhìn vào 4 đáp án. C đúng không? Đầu tiên B nhé, B đúng không? B giống hết chưa? B giống hết cái mình vừa biến đổi chưa? Vậy đáp án gì? B luôn. Các em hiểu cái làm bài này không ạ? Còn nếu mà muốn tìm A nhá, thì ở đây hiểu rằng lấy loga cơ số 2 của x cộng 2y trừ mấy? Trừ đi loga cơ số 2 của 4 nhá. Nghĩa là mà trừ đi mấy? Trừ đi 2. Thêm 2 vào đây thôi.